Nga tiếp tục triển khai lực lượng chặn đà tiến công của Ukraina ở tỉnh Kursk, gây tổn thất lớn cho đối phương. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga dàn quân phản công dọc biên giới, buộc lính Ukraina phải đầu hàng. Ukraina thay đổi chiến thuật, mục tiêu tiếp theo có thể sẽ là Krum. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đang tiếp tục triển khai các hoạt động trinh sát và tìm kiếm, hạ gục các đơn vị của Ukraine tại tỉnh Kurs. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục giả soát các khu rừng để tìm các nhóm tấn công của Ukraine khi lực lượng này đang tìm cách tiến sâu hơn vào khu vực phía Tây Nga. Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để xác định vị trí và hạ gục các nhóm phá hoại trinh sát của đối phương đang cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 10 quân nhân Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong ngày 24 tháng 8. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 360 quân nhân và 29 xe bọc thép trong 24 giờ qua, bao gồm 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân, 22 xe bọc thép chiến đấu, 2 khẩu pháo, 12 phương tiện, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel AD và một trạm radar phản pháo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công lực lượng Ukraine tại 11 khu định cư ở Kursk, gồm Apa, Nasoka, Vinyoka, Boki, Krasnotyarsky, Krulenkoi, Mikhailoka, Libimoka, Malaja, Lonia, Pleskovo, Stagos và Juni. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các khu vực tập trung binh lính và khí tài của Ukraine đã bị Nga nhắm mục tiêu tấn công gần Atiskoi, Klukhov, Doruba, Juraka, Yapsali, Kalinov, Novaya Sloboda, Pevomasky, Paloka, Satki, Vesa, Sumi, Surovatka, Chukoka và Jampol. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái tự sát Lancet đã tiêu diệt các xe chiến đấu bọc thép của Ukraine ở Kursk. Trong khi đó, trực thăng tấn công Mi-28NM cũng được triển khai để tấn công lực lượng Ukraine ở Kursk. Kíp lái trực thăng Mi-28NM đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn pháo trên không vào binh lính, thiết bị bọc thép và xe cơ giới quân sự của Ukraine tại một quận biên giới ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới hơn 5.500 quân, 71 xe tăng, 30 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân, 372 xe chiến đấu bọc thép, Bộ quốc phòng Nga thông báo. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng mất 170 xe cơ giới. 36 pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 hệ thống pháo phóng loạt, 7 hệ thống tác chiến điện tử, 4 xe công binh. Sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch Kursk, Kiev tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích gần 1.300 km vuông lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga. Cuộc xâm nhập qua biên giới của Ukraine đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động đà tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại, khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Hiện giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở Kursk khi lực lượng Ukraine tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ Nga, sử dụng máy bay không người lái và vũ khí để phá hủy các cây cầu quan trọng ở Kursk, nhằm cắt đứt tuyến tiếp viện huyết mạch của Nga. Theo giới quan sát, tại Kursk, Nga dường như muốn cầm chân và tiêu hao lực lượng thiện chiến cũng như vũ khí hiện đại của Ukraine. Nga đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, nhưng tới nay Moscow vẫn chưa phản công quy mô lớn. Theo thông tin từ phía Nga, quân đội Ukraine được cho là đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô rất lớn nhằm vào cầu Crimea và bán đảo Crimea trong những ngày tới. Cuộc tấn công này có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho Nga và đẩy khu vực vào tình thế nguy hiểm. Cầu Crimea và bán đảo Crimea có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công với quy mô chưa từng có từ phía Ukraine sau khi lực lượng vũ trang nước này chuyển hướng nhằm vào các cơ sở hậu cần quan trọng, các vị trí và mục tiêu chiến lược của Nga, các vùng đất phía bên trong biên giới của Nga. Ukraine đang khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga để thay đổi chiến thuật tác chiến nhằm tạo ra các cuộc tập kích với hậu quả nặng nề. Từ đó tạo hiệu ứng truyền thông với mục đích truyền lửa ra bên ngoài biên giới và cải thiện vị thế trong xung đột. Các nguồn tin cho thấy Ukraine đang tập trung lực lượng và nhiều loại vũ khí xung quanh khu vực với quyết tâm thực hiện một đòn tấn công hủy diệt nhằm vào cây cầu Crimea. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của Ukraine cho thấy họ đang hướng tới mục tiêu làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga đồng thời thể hiện những thay đổi chiến thuật của quân đội nước này trong cuộc xung đột. Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine cho biết, Ukraine không loại trừ khả năng cầu Crimea sẽ bị phá hủy trong vài tháng tới. Cầu Crimea dài 19 km được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất kết nối Crimea với đất liền Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hơn 2 năm trước, cây cầu đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam và là mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường hậu cần huyết mạch. Cây cầu đã bị hư hại nặng nề trong một cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, buộc Nga phải tăng cường các biện pháp bảo vệ công trình trọng yếu này trong vòng vài ngày qua quân đội ukraine đã liên tiếp mở các đợt tấn công nhằm vào những mục tiêu chiến lược của nga bao gồm sân bay marinoka gần volgograd và cảng kakat các nhà phân tích quân sự nhận định rằng những cuộc tấn công này có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến khả năng duy trì nguồn cung cấp nhiên liệu cũng như các vấn đề hậu cần của nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt việc phá hủy hoặc làm gián đoạn các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và cảng biển có thể làm suy yếu khả năng phản công và duy trì sức mạnh quân sự của nga Viên Trúc cũng cho rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị phương án cho một cuộc tấn công chưa từng có vào cầu Crimea. Điều này liên quan chặt chẽ đến các kế hoạch tiếp theo của Ukraine ở hướng Crimea. Trong vài ngày tới, rất có thể sẽ có các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào bán đảo Crimea, khiến các lực lượng Nga tiêu hao sinh lực và đạn dược. Sau đó, khi vấn đề tiếp tế gặp trở ngại, Ukraine có thể tiếp tục phát động tấn công dồn dập bằng các loại vũ khí hạng nặng. Chuyên gia quân sự Vinh Trúc nhận định. Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow coi các đe dọa tấn công cầu Crimea là chủ nghĩa khủng bố và cáo buộc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để thực hiện các vụ tấn công vào cầu Crimea và hạm đội biển đen của Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh, Tôi muốn một lần nữa cảnh báo Washington, London, Bruxelles rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea không chỉ chắc chắn thất bại mà còn sẽ nhận được đòn đáp trả tàn khốc. 37.000 trường hợp đào ngũ và trốn đơn vị trái phép đã được ghi nhận ở Ukraine trong năm nay, gấp 4 lần so với năm 2022. Trong 7 tháng năm nay, có tổng cộng 37.000 trường hợp bỏ đơn vị và đào ngũ trái phép đã xảy ra. Theo bà Donia, trong cả năm 2022 đã có 9.000 trường hợp đào ngũ và rời bỏ đơn vị trái phép. Trong năm 2023, có 21.000 trường hợp. Giới quân đội cho rằng dữ liệu thực tế sẽ lớn gấp đôi. Vì vậy, chúng ta phải tăng cường sức mạnh cho quân đội, Tuy nhiên, cách tiếp cận trong việc huy động phải được điều chỉnh. Ấn phẩm dẫn lời bà Donia. Ở Ukraine, đã có hơn 80.000 vụ án hình sự đã được mở ra chống lại các quân nhân Ukraine vì tội bỏ đơn vị trái phép hoặc từ chối tham gia chiến trận. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!